おやすみなさい。Hi, chào anh em, bảo chị ở lượng mình là từ lũ S8. Rất vui quay trở lại các bạn trong video ngày hôm nay. Rất là tiếc là đây không phải là khung giờ 20:59 các bạn ạ. Nếu không thì có lẽ mình đã được một kim cương rồi, đúng không? Một đống kim cương rồi. Lý do là bây giờ đội hình của mình khi mà đã có Maylee rồi ấy, Maylee ở trong đội hình rồi thì khả năng leo top nó dễ hơn hẳn. Đặc biệt là khi mình đối đầu với một cái đội hình nào đó mình khắc chế được. Đội hình mình khắc chế đội hình nào thì hiện nay tạm thời mình xin phép là chưa tiết lộ, bởi vì sau này thì cái gì nhỉ, đợi công mới đua xong đã, chứ công thì ý mình là đua xong các bốt, còn bốt khác ấy, công mới đua xong đã thì mình mới bắt đầu là khắc chế, đúng không? Chứ bây giờ muốn nói luôn để công ấy biến đổi thật sự là rất là khó khăn để mình có thể leo top được. Game Quyền Vương 98 là một game thiên hướng khá nhiều về tính chiến thuật. Đội hình của bạn có những võ sĩ khắc chế đối phương thì bạn không nhất thiết phải cao hơn lực chiến hay là cao hơn uy lực, hay là cao hơn về tư chất, bạn vẫn có thể giành được chiến thắng. Đây là điều hoàn toàn chính xác, đã được kiểm nghiệm ở rất nhiều phiên bản rồi. Phiên bản này cũng vậy. Còn vòng đua Maylee thì cũng vừa kết thúc với sự xuất hiện của một võ sĩ khá là phế phẩm ở những cái server khác, nhưng vào server Quyền Vương 98 Mỹ, server Quyền Vương 98 quốc tế thì thật sự nó lại là một điểm sáng rất lớn trong trận chiến vừa rồi chẳng hạn, đúng không? Các bạn có thể thấy nó cùng với Omega Dugo rõ ràng là hai con gánh tem, chứ thật sự Athena 2002 không đóng nhiều vai trò trong trận đấu quyết định tới sự chiến thắng trong trận đấu vừa rồi. Bóng đua Maylee thì mình vừa kết thúc với số điểm không khác gì so với ngày hôm qua, đó là vẫn là 2.370 điểm. Lý do thì mình khá cách xa con số 3.500 điểm, và thật sự để leo lên 3.500 điểm thì cũng không dễ dàng một chút nào cả. Chúng ta cùng check xem với 3.500 điểm được top mấy. Rồi, như vậy là có tới khoảng độ bao nhiêu người 3.500 điểm? Từ 11 cho tới tận 15, đúng không? Như vậy là có tới 4-5 người, ít nhất là có khoảng 5 người là quanh mốc 3.500 điểm và sẽ đạt được top là top 15. Đấy, tức là top 11 đến top 20 đấy các bạn ạ. Như thế thì mình sẽ hơn được khoảng độ thêm 50 mảnh Maylee. Thêm 50 mảnh Maylee thì mình cứ ước chừng giá của nó sẽ vào khoảng vào 100 kim cương một mảnh nhá. Kèm thêm ở đây mình sẽ được thêm 25 mảnh nữa. Đấy, kèm thêm 25 mảnh nữa, thành ra mình cứ gọi tròn là cực 80 mảnh Maylee đi, vì nó còn thêm đá thần, đá hiếc các thứ đi mà, đúng không? Thì mình cứ cộng dồn lại gọi là 80 mảnh Maylee đi. 80 mảnh Maylee thì thường nó sẽ ứng với khoảng 8.000 kim cương. Đây là mình ước chừng thôi các bạn nhá. Ước chừng là nó ứng với khoảng 8.000 kim cương. Đấy. Với 8.000 kim cương thì mình có thể đua được khoảng độ 1.300 điểm các bạn ạ. 1.300 điểm cộng với 2.370 thì nó sẽ nói nhiều nhỉ, 3.600 à? Đúng rồi, 3.600 rồi. Như vậy thì những bạn nào mà lấy cái top 15 đến 20 thì mình nghĩ là nó hòa, vốn khoảng thế, đúng không? Hoặc là có thể lãi 1-2 viên đá thần gì đó. Đấy, khoảng thế các bạn nhé. Với 8.000 điểm là mình đã trừ luôn đến cái mốc gọi là kim cương rồi đấy các bạn ạ. Tức là trừ đi cái lượng kim cương thu hồi về rồi đấy, đúng không? Thì các bạn sẽ được khoảng độ 1.300, 1.400 điểm gì đó. Đấy. Về cơ bản thì mình nghĩ rằng những người nếu như mà mình đua top 11 đến top 20 với số điểm 3.500 điểm trong vòng đua lần này thì cũng không là lỗ mà cũng không lãi nhiều lắm. Đấy, tức là nó đua cũng thế mà không đua thì cũng thế. Cho nên là mình đã chọn cái quyết định đó là quyết định không đua. Thực ra là mình dù thế nào đi nữa thì mình cũng không đua đâu, kể có lỗ. Lý do là kim cương thật sự hết rồi các bạn ạ. Đấy, và nguồn kim cương nạp thêm thì gần như là không có. Đấy, không có. Có gì nhỉ, có 2 quả thận bán hết rồi đúng không? Giờ đang toàn chạy thận nhân tạo thì có gì nhỉ, có được dùng thận của chính mình đâu, đúng chưa? Đấy, nên là không đua được các bạn ạ. Đua nữa thì mình sẽ phải bỏ qua rất nhiều thứ ở tháng sau. Mình lấy ví dụ như hồn vũ khí của Maylee chưa chắc là lấy được, kể cả với ngân này kim cương, rồi là còn mèo miếc tháng sau nữa, rồi cái vòng quay mắn tháng cuối tháng nó rất là ngon các bạn ạ. Nó rất là ngon đúng không, nó vòng bay quay mắn cuối tháng lại ra Elizabeth thì nào không thể nói trước được với cái hội quyền vương chính giáo quốc tế này các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình nghĩ rằng để cho chủ động thì tốt nhất là cứ dự trù một lượng kim cương thích hợp. Mình ước chừng thì mình hy vọng là từ giờ đến cuối tháng mình sẽ không phải đua cái vòng đua nào cả, và không có cái vòng quay nào mà nó phù hợp với đội hình mình. Đấy, mình hy vọng là như vậy, để mình có thời gian là tích lũy kim cương để cuối tháng quay được mốc mèo tối đa. Đấy, chứ thật sự cứ bỏ lỡ mèo như thế này mỗi tháng thọt mất gần chục nghìn kim cương. Đấy, thì hỏi kim cương lấy ở đâu ra? Cứ tưởng tượng bây giờ mình có thêm 10 kim cương là 21.000 kim cương, có phải tự tin không? Đúng chưa? Ngày còn có hơn chục nghìn kim cương, thật sự không có một cái gì gọi là tự tin các bạn ạ. Tương lai nói chung là vô định quá đúng không, và hết sức là không có gọi là không được tươi sáng, đúng chưa, không được tươi sáng. Còn đâu chúng ta hãy cùng điểm danh, cùng nhìn lại một chút cái vòng đua Athena 2002, vòng đua Maylee lần này, xem có những cái điểm gì, xem những cái top trong server trong cuộc đua lần này là ai, có ông Việt Nam nào hổ báo cáo trồn lên không, đúng không? Đấy, top 1 là Alex Kujo với 7.000 điểm, chiến thắng hết sức thuyết phục trước AS7 trùm của Việt Nam. Như vậy là Việt Nam lần này là top 2 thôi. Thật sự trong bản Việt Nam lần này thì có chăng nếu lấy top 1 thì chắc chỉ có Mr. Lộc, ngoại gốt cái gì đây đúng không? Hay là ông bảo là ngoài gốt hay cái gì đúng không? Chả biết, ông viết không giấu này, chịu, không ai dịch được các bạn ạ. Đấy, lại vừa bị ông nào quẩy Apex Killer đánh xuống rồi đúng không? Đấy, 20:59 thì mình quẩy lại đấy, nhưng mà thôi đúng không? Hết kim cương rồi. Thì lấy thôi, chứ còn đâu mấy ông ở đằng sau là bình thường đúng không, không đáng kể. S7 chùm 5.400 điểm cũng là rất cố gắng rồi, nhưng mà rất là tiếc là Kujo lực khỏe hơn hẳn đúng không. Nhưng mà S7 chùm mình nghĩ rằng cũng không có gì phải tiếc nuối cả, vì thật sự cái số điểm chênh lệch tới khoảng 1.600 điểm như này, khoảng 16 cú click như thế này thì không có gì là tiếc nuối cả đúng không. Đấy, top 3 mình nghĩ rằng hơn khá là nhiều so với top 2, vì cái khoảng cách với top 1 nó xa nhau rất là nhiều. Đấy, S7 chùm như vậy là hụt mất khoảng độ 400 kim cương đúng không, khoảng 400 kim cương. Cái ông Pedoso này mình nghĩ rằng cũng khá là đua, nó cũng khá là tù. Đấy, chắc là ông ấy dốc hết lực rồi. Đấy, nó khá là tù các bạn ạ, bởi vì chỉ cần thêm khoảng 4 cú click nữa là bạn ấy sẽ được hoàn thành mốc 5.000 điểm, và sẽ có thêm đá thần và có thêm một hiệu ổn sách đúng không. Đấy thì nó sẽ gọi là tối ưu hóa phần thưởng hơn, chứ thật sự lên 4.700 4.600 điểm rồi mà không lên nốt để cho nó tròn 5.000 điểm lấy lốt phần thưởng thì thật sự tính toán nó hơi yếu. Ví dụ nhá, cái vòng đua Maylee này mình chỉ cần lên khoảng độ 2.700 điểm thôi ấy, là mình sẽ lao lên mình ăn mốc 3.500 ngay. Đấy, vì cái mốc này nó có phần thưởng ngon mà. Đấy, nên chơi là các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ, trò này là trò chơi phải hoàn thành nhiệm vụ các bạn ạ. Đua bốt cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Đấy thì các bạn mới có phần thưởng ngon được đúng không? Phần thưởng ngon được, chứ không để kim cương công đua cho cạn túi đúng không? Rồi đến lúc không thể lên thêm một lựa thì mình nghĩ rằng nó rất là phí. Hay là như một ông vừa rồi nhờ mình lạp, nhưng lạp sát giờ quá nên không được. Đấy các bạn này, nói chung là tính toán làm sao nó phải xây dịch ra. Đấy, nó phải có một cái khoảng thời gian trễ nó phù hợp đúng không, chứ cứ để gần cuối này rồi không đua được thì rất là phí phạm. Mình thấy rất là phí cho bạn Pedoso, bạn người nước ngoài. Shadow 85 là 4.300 điểm, quá bình thường. Đấy, với xếp hạng 4 đấy, bình thường thôi. So với các server khác thì S60 cũng tỏ ra không hề yếu thế về mặt tiềm lực kim cương. Đấy, khi mà dù là những cái server rất là mới, cái khả năng tích kim cương vẫn còn hạn chế, nhưng mà khả năng nạp thì nghe chừng là cũng không thua ai đâu. Đấy, và quan trọng là độ active của server mình thấy rằng rất là cao. Đấy. BR SNK là top 1 trong khoảng độ 3 ngày đầu tiên. Đấy, nhưng ngày cuối cùng thì rõ ràng các bạn thấy top 1 ngày đầu chưa chắc đã là top 1 ngày cuối. Mốc điểm 4.000 điểm khá là hài hước các bạn ạ. Khi mà có tới bao nhiêu, tính cả ông top 5 thì là 5, 6, 7, 8, 9 9 ông, quên mất cái gì à, khoảng độ 6 ông đúng không, 6 ông. Đấy, chênh nhau đúng một cú click và cái gì nhỉ, là lên voi hay là xuống chó là là phụ thuộc vào một cú click cho các bạn ạ. Mình cũng không hiểu công này, đối với công ấy làm cái gì mà công không bấm lốt lên, đúng chưa? Mới có một cú click thôi chứ có cái gì đâu, đúng không? Đấy, mà ông Fluri với ông Mathan kia, ông đua kiểu gì tài thật đấy các bạn ạ. Hai ông chung nhau 4.000 điểm được, giỏi thật. Đấy, ông Iscano này cũng còn kinh hơn các bạn ạ, hơn nhau đúng 10 điểm, kinh tởm thật, đúng không? Trong chỗ đua này thì có lẽ NS Mama là tay gọi là hưởng lợi nhiều nhất, đúng chưa? Khi mà mấy ông kia 4.000 thì ông này có 3.700, cũng như nhau cả thôi, đúng chưa? Và bạn ấy nhận được Maylee 3 sao kèm thêm 50 mảnh, tổng cộng đã được khoảng độ sắp xỉ 80 mảnh Maylee đó. Đấy, sắp xỉ thêm 80 mảnh Maylee. Ở bên dưới này thì các bạn có thể thấy là những cái top từ 11 cho tới 20 nó vô cùng sát nhau các bạn ạ. 3.001, 3.002, 3.004, 3.005, 3.006 vân vân. Nói chung là đủ mặt anh tài, đúng không? Các bạn có thể thấy là nó chỉ hơn nhau ở 1-2 cú click ở trong cái top dưới thôi. Đấy, cho nên là đấy, bạn có kim cương nhiều hơn một chút thì bạn sẽ chủ động được hơn trong cái vòng đua lúc phút cuối này. Còn hết kim cương rồi thì các bạn thấy rất là tiếc khi mà giá như mình chỉ cần thêm một cú hoặc 2 cú click nữa thôi là mình đã có thứ hạng thay đổi rất nhiều rồi. Đấy, hàng trăm mảnh vạn năng, độ chênh lệch lên tới cả trăm mảnh vạn năng giữa top, ví dụ như top 7 và top 6 chẳng hạn đấy, đúng không? Chứ đâu phải là ít đòi gì đâu. Đấy. Bên ngoài cuối cùng là mấy ông gọi là ăn ké thôi. Đó là mấy ông từ top 21 tới top 30. Đấy, Asuna, Ojin, CAFE, SUPER CLON, GYM, Anh Hùng, Wolfgang và TINH, đúng không? Là những người mình nghĩ rằng cũng khá là hài lòng với kết quả. Đấy, tuy nhiên thì mốc 2.900 rồi các bạn ạ. Lên đến 2.900 điểm, mình gọi tròn là 3.000 đi nhá, đúng không? Mà tức là nó cách cái mốc 2.000 tới khoảng độ 1.000 điểm, đúng không? 1.000 điểm. Đấy, mà không cố thêm khoảng độ 500 điểm nữa. 500 điểm nữa thì nó rơi vào khoảng 3.000 kim cương. Khoảng 3.000 kim cương thì có phải lấy thêm được 25 mảnh này không, đúng không? Rồi là thứ hạng của nó thay đổi, có thể leo lên được top 11 đến 20 không, đúng không? Đấy, đấy, nếu như là mình là các bạn ấy nhá, thì mình sẽ cảm thấy hơi thất vọng. Gọi là hơi thất vọng thì cũng không hẳn, hơi tiếc nuối một tí. Đấy, giá như mình có một cái nguồn tiềm lực tốt hơn, có cái điều kiện tốt hơn, hoặc là có mình căn ke tốt hơn, đúng không? Online tốt hơn. Nói chung là vì một lý do đó mình có thể làm tốt hơn để mình leo lên top 11 đến 20. Đấy, thì rõ ràng là phần thưởng sẽ xứng đáng hơn nhiều và các bạn sẽ có cái lãi hơn rất là nhiều. Mình lưu ý chia sẻ với các anh em ở trong top 11 đến 20 để cuộc đua lần tới nó tối ưu hóa lượng kim cương hơn. Đấy, chứ nếu như mình đua lần này nha, mình nói từ đầu rồi. Đấy là mình sẽ lên 3.500 điểm, chứ mình không có chuyện là ở lưng chừng ở cái đoạn 2.500 điểm với 2.900 điểm, 3.000 điểm ấy đâu, đúng không? Đấy, còn đâu riêng lên đến vượt qua 3.500, mình lấy ví dụ lên vào khoảng 4.500 rồi thì chắc chắn mình sẽ lên mốc 5.000 luôn. Đấy, chứ không bao giờ đua theo kiểu lưng chừng, đúng không? Đấy, đấy, chơi thì cái đại loại là như vậy, đúng không? Rồi chúng ta còn rất là nhiều vòng đua khác nữa, rồi là vòng đua lần 2 đấy cơ mà, rồi những võ sĩ mới. Đấy, PK lên server thì nó đã thính cả Mukai, thính cả Adwimson, rồi cả Instinct Iori. Con Iori bản năng, một con Iori mới các bạn nhá, phiên bản số 3 của Iori nhá. Đấy, đúng không? Nó cũng khác chứ không phải là nó cũng có cái sự khác biệt, chứ nó không phải là vẫn phải đua, đúng không? Chứ không phải là đua xong mỗi lần này là xong. Đấy, nên là các anh em hết sức là rút kinh nghiệm trong những cái lần đua tiếp theo để có một cái vòng đua thật sự là hiệu quả. Mình không có nhiều kim cương, nhưng cũng không phải là quá ít kim cương, đúng không? Mình không phải VIP quá cao nhưng cũng không phải là VIP quá thấp. VIP 9 này là so với bên server Mỹ là cao rồi đấy, bảo rồi, đúng không? Tôi có được dùng thận đâu, đúng không? Đấy, nên thành ra là mình nghĩ là mình sẽ có một cái nhìn nó khá là tổng quan, khá là nhiều chiều giữa việc là kiểu chơi lông dân và kiểu chơi nạp nhiều, đúng không? Đấy, thì hy vọng là chia sẻ được cái kinh nghiệm để cho các anh em đua bot nó tốt hơn. Đấy. Ngoài ra còn một cái vấn lạn nữa là cái server này các bạn ạ, nó rất là hay có cái tỷ lệ ra bot 3 sao. Mà bot 3 sao này thì cái số điểm để ra được nó ấy, nó rất là lung tung. Đấy, có những người, nhiều người chứ không phải ít, dưới 1.000 điểm đã ra rồi, quanh mốc 1.000 điểm ấy, nó đã ra rồi. Nhưng có những người trên 3.000 điểm cũng không ra, còn đa phần là quanh mốc khoảng độ 2.500 điểm. Đấy, thì mình nghĩ rằng những bạn nào mà muốn có Maylee 3 sao một cách chắc chắn thì mình khuyên là, hoặc là không muốn nhận trái đắng thì mình khuyên là lên tích một lượng kim cương đủ lớn để có thể quay được đến mốc 3.000 điểm. Đấy chưa phải 100% đâu nha, nhưng mà nó là còn, đấy là đen quá thì phải chịu. Chứ còn các bạn mới bốc đủ kim cương quay được mốc 1.500 hoặc mốc 2.000 mà các bạn liều mình quay, đúng không? Liều thì ăn nhiều, đúng chưa? Còn xịt thì các bạn là mất hết thôi. Đấy, thì mình nghĩ rằng như thế thì nó sẽ tạo ra một cảm giác hụt hẫng khá lớn Đấy, nếu như mà không ra được bot, và mình nói luôn thường đen là chính, mấy người quay được dưới 1.000 điểm mà ra được Maylee. Đấy, hỏi câu thế cho nhanh đúng không? Group cả nghìn người được có khoảng 10-15 ông ấy post lên là quay được chứ được bao nhiêu. Cái tỷ lệ nó rất là thấp các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng các bạn không nên tin tưởng vào việc đánh số đề, đánh lô để kiếm sống, đúng không? Đây không phải con đường kiếm cơm. Thì trong này cũng không nên hy vọng vào cái việc là mình quay một số điểm rất là thấp và hy vọng mình là người may mắn để có được bot sớm hơn so với những người khác, đúng chưa? Đấy, mình nghĩ rằng chúng ta không nên phụ thuộc quá nhiều vào may mắn như vậy. Chúng ta nên phụ thuộc vào may mắn, nhưng nó chỉ là một phần cuộc chơi mà thôi. Còn đâu nên chủ động hơn trong những thứ mà mình có thể kiểm soát được. Ví dụ trong trường hợp này, kể cả quay lên đến 3.000 điểm mới ra Maylee 3 sao mình vẫn chịu được, thậm chí là 4.000 điểm, đúng không? Đấy, mình nghĩ rằng là một cú chơi chắc bài hơn. Còn đâu tất nhiên khi mà mình có nhiều im cương như thế mà với quay hơn 1.000 điểm đó đã ra thì quá là may mắn thì càng tốt thôi, chẳng sao cả, đúng không? Dù gì thì mình vẫn là người may mắn. Ok, video thì hy vọng là các anh em hãy rút ra khá nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đua bot. Sức mạnh của Maylee có lẽ không cần phải bàn cãi quá nhiều, nó xứng đáng là một võ sĩ tư chất 14, và những ai tham gia vòng đua Maylee này có lẽ ở thời điểm hiện tại sẽ không phải hối hận về sức mạnh của Maylee. Nhưng trong tương lai, việc sử dụng Maylee như thế nào trong đội hình khi mà có rất nhiều các võ sĩ khác nó ra mắt đồng thời nữa thì sẽ là một dấu hỏi, và chúng ta hãy cùng trải nghiệm để kiểm chứng điều đó, xem tờ lú S98 phán đoán về Maylee trong những video trước có hoàn toàn là chính xác hay không. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh YouTube của mình. Một là kênh phát triển, hai là kênh sẽ lụi tàn đi. Điều đó phụ thuộc không chỉ vào tờ lú S98 mà phụ thuộc còn nhiều hơn còn vào chính những người xem. Chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.